Tất cả các người cá đều khác nhau. Cũng giống như con người vậy. Một vài người cá rất giàu, một vài người cá chỉ sống thoải mái. Một từ khác để chỉ sự giàu có mà thôi. Và cũng có một vài người cá chẳng may mắn chút nào, như Molly. Nhưng chúng ta ở đây để tìm hiểu về cả ba người họ. Bởi vì tình cờ là do lỗi của bọn họ khiến món ăn của vua người cá bị phá hủy bởi một quả bóng gôn. Họ có thể đã thoát tội, nhưng ngài mất cả một chiếc răng rồi. Thật là tệ mà. Ngài ấy hét to đến nỗi có thể nghe thấy ở rãnh Mariana nữa. Người đầu tiên vướng vào vòng lửa đạn là chủ nhân của món ăn Truy. Nhưng anh ta đã đổ lỗi cho quản lý Mia, và cô nàng lại đổ lỗi cho bồi bàn Molly. Đây là lúc câu chuyện bắt đầu đây. Nhưng trước khi chúng ta vào cuộc, nhớ phải thích video, đăng ký kênh và nhấn chuông nha. May mắn cho các thiên cá của chúng ta, Hải Vương không đóng cửa nhà hàng của họ. Ngày ấy đã cho họ thời gian sửa chữa. Lần sau khi ngày ấy đến, tốt hơn là nên hoàn hảo hơn. Không cho phép bóng gôn nha. Bạn biết đó, đây là công việc. Và chúng ta cần công thức bánh mì kẹp thịt mới. Chúng ta phải thật sự gây ấn tượng với Hải Vương. Nhưng chúng ta sẽ lấy công thức mới ở đâu? Mia nghĩ rằng có lẽ Molly giúp được. Thành thật mà nói, cô nàng không thật sự muốn làm việc. Chuyển giao công việc cho người khác là điều mà Joey và Mia làm rất nhiều. Họ đã được đặt trước và bận rộn. Joey đang bận thư giãn, còn cô nàng quản lý thì đang bận pha cà phê. Nhưng cô nàng cũng không muốn làm điều này. Tại sao phải bận tâm khi những người dân luôn có? Tất cả những gì Mia phải làm là giả vờ như mình tự làm và nghe Joey phàn nàn việc cà phê quá nguội. Cô nàng đã quen với điều này. Trong thời gian làm việc cho Joey, anh ta không bao giờ vui vẻ. Đối với anh ta, không có gì là đủ tốt cả. Nhưng Molly thật sự khá hạnh phúc với cuộc sống của mình. Chắc chắn rồi, cô ấy không cực kỳ giàu có, nhưng cô có những người bạn thân. Họ đánh thức và mang dép cho cô. Chờ đã, tại sao nàng tiên cá lại cần dép ta? Không phải lúc nào các chú ốc sên cũng đúng, nhưng cô vẫn yêu chúng. Những con vật thân mềm nhỏ bé này là tất cả những gì cô ấy có trên đời. Trong khi Molly đang nhận hết trách nhiệm, Joey đã sẵn sàng cho Giáng sinh. Anh ta đã tìm thấy những bông tuyết này trong văn phòng của mình. Nhưng Mia phải nhắc anh ta rằng dưới nước thì làm gì có tuyết. Đây chỉ là mồi nhử mà thôi. Joey chỉ cần Giáng sinh, nếu không thể có một Giáng sinh trắng. Anh ta thậm chí còn vứt mũ đi. Joey là một triệu phú lập dị. Anh ta là người cá duy nhất có bể cá. Đây là nơi anh ta giữ người thợ lặn tí hon tên Andy này. Nhưng gần đây anh ấy ngủ rất nhiều. Joey không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ta tiếp tục cố gắng khích lệ anh chàng. Nhưng điều này chỉ khiến anh chàng nổi giận. Có lẽ anh chàng đã đánh rơi đồ. Và khi được mặc bộ đồ lặn mới, anh chàng sẽ bớt cáu kỉnh hơn. Giờ thì Joey sẽ để anh chàng một mình. Mia cũng có một bé thú cưng kỳ lạ, chú cún cá mập Thái Bình Dương siêu hiếm. Không có nhiều người cá nuôi chúng làm thú cưng đâu, vì bé cún cá mập thích việc mang quà lưu niệm về nhà. Điều này chẳng tốt lành gì cho danh tiếng của người cá cả. Thật tốt là cô nàng cũng có thêm một món đồ trang trí Halloween. Joey rất giỏi nảy ra các cách để làm giàu hơn nữa. Chà, không phải mọi ý tưởng của anh ta đều hay. Thật ra là chúng luôn tệ á. Chẳng hạn khi anh ta có ý tưởng kéo dài ngày làm việc bằng cách dùng khái niệm ngày làm việc theo đúng nghĩa đen luôn. Bây giờ mỗi khoảnh khắc trong ngày đều dành cho công việc. Molly tội nghiệp phải làm việc ngay cả khi đi ngủ. Ơn trời là những chú ốc sên của cô ấy đang ở đây. Joey đã làm mọi thứ ngoại trừ việc tìm kiếm công thức bánh mì kẹp thịt. Anh ta thà giải câu đố ô chữ, nhưng anh ta không thể tập trung bởi vì bút hết mực rồi. Nếu Mia không giúp, anh ta sẽ không bao giờ làm xong đâu.
cô ấy mang cho anh ta một lọ mực và đáp án cho câu hỏi cuối cùng là về chương trình truyền hình đang rất phổ biến của con người. Mia mượn mực từ một con mực đang chơi trò chơi. Chắc hẳn là Squid Game rồi. Gần đây, dưới thủy cùng rất ưa chuộng xăm hình. Rui không thể bỏ lỡ cơ hội này để trông hợp thời. Vì vậy, anh ta xăm hình xăm bằng vàng. Anh ta đã quen có được tất cả những điều tốt nhất trên đời. Nhưng Mia lại xăm hình trước anh ta. Cái thời mà cô còn học đại học, cô nàng đã từng che giấu nó. Nhưng bây giờ hình xăm trở nên hợp thời thì cô nàng lại khoe ra. Ai cũng đều muốn có hình xăm, kể cả Molly. Nhưng cô ấy không đủ khả năng cho chuyện này. Vì vậy cô nàng sẽ phải tự làm. Nhưng bằng cách nào đây? Tất cả những gì cô có là tương cà siêu cây. Nó sẽ thành công ngay bây giờ. Mọi sinh vật biển đều mong đến ngày nhận lương. Mỗi khi Rui trả lương cho mình, anh ta cũng miễn cưỡng trả lương cho Mia. Và cô nàng cũng phải chia một phần tiền lương cho người làm của mình. Nhưng cô không nói với họ số tiền họ phải được nhận là bao nhiêu. Vì vậy Molly chỉ được trả bằng kẹo thôi. Rui có biết Mia đang trộm tiền từ nhân viên của mình không nhỉ? Khi Rui buồn chán, anh ta thích gây ngạc nhiên cho nhân viên của mình bằng việc kiểm tra. Cụ thể là Molly. Nhà bếp bẩn quá. Vì vậy trừ khi làm sạch nó ngay lập tức thì cô nàng sẽ bị phạt. Nhưng đây không phải lỗi của Molly. Cái vệt đen bí ẩn này cứ ở đây, liên tục xuất hiện. Càng lau kỹ đến mấy, vệt đen càng to lên. Rui sẽ không thích điều này đâu. Molly đang có nguy cơ bị đuổi việc. Nhưng rồi một người thợ lặn xuất hiện. Cô nàng chỉ cho các thiên cá rằng đây không phải là vết bẩn, mà là dầu. Có một nguồn dầu dự trữ ngay dưới nhà bếp. Các thiên cá không cần dầu. Nhưng con người thì phát điên vì nó. Họ ăn nó hay sao nhỉ? Mặc dù lần cuối cùng Hải Vương đến đây, mọi thứ kết thúc thật kinh khủng. Nhưng nhà hàng của Rui vẫn cực kỳ nổi tiếng. Có thể là vì dịch vụ hoặc vì đồ ăn ngon. Thật ra là vì giọng hát kỳ diệu của Molly. Nó làm cho những khách hàng cộc cằn quên đi mọi thứ. Thật tiếc khi cô nàng là người duy nhất có giọng hát này. Rui thật sự có thể sử dụng năng lực như vậy. Nhưng giọng hát của anh ta xấu xí như tính cách của mình vậy. Kẻ điên này thật sự đang lấy đi những đồng tiền bo khó kiếm của Molly. Ngoài những rung cảm bốc mùi của Rui, anh ta cũng là kẻ nghiện cờ bạc. Đây là một thói quen căng thẳng. Mỗi khi thua, anh ta đều nổi giận. May mắn chắc chắn không đứng về phía anh ta rồi. Nhưng Molly không như vậy. Dù mới chơi lần đầu tiên, nhưng cô nàng đã trúng giải độc đắc. Và cô thậm chí còn bị cắt bớt phần thưởng đi. Rui hào phóng được một lần thôi. Một tuần sau, Hải Vương quay trở lại. Không giống như Rui, ngày ấy nhớ về lời hứa. Ngài muốn một chiếc bánh mì kẹp thịt. Và tốt hơn là đừng làm ngài thất vọng. Điều này sẽ quyết định số phận của cả nhà hàng. Thật không may, sự cố đã xảy ra. Hải Vương cực kỳ nổi giận. Ngài đã biến Mia và Rui thành ốc sên. Để tiếp tục mở cửa nhà hàng, ngài thuê cô bồi bàn với tư cách là chủ sở hữu và quản lý mới. Đây là cách mà lòng tham của Mia và Rui tự hủy hoại mình về lâu dài. Đây không phải là lần đầu tiên các tiên cá xấu số này được nếm thử thuốc của chính mình. Họ xứng đáng bị như vậy mà. Cuộc sống của Molly đã thay đổi rất nhiều. Cô nàng không còn nghèo nữa. Bây giờ cô có thể thay đổi diện mạo của mình và có một chiếc đuôi mới. Hy vọng rằng tiền không rơi vào đầu cô ấy giống như nó đã làm với Mia và Rui. Bạn không sợ cá mập phải không?
Hailey có đó. Cô nàng vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy một chiếc vây ngay bên giường mình. Tuy nhiên, nó không phải là cá mập, chỉ là cá trê dọn dẹp. Hóa ra, cá trê là thợ dọn dẹp tuyệt vời. Chúng làm việc rất chăm chỉ, nhưng chúng không có thị lực tốt. Vì vậy, trong khi chúng đang dọn dẹp, hãy tự giữ xúc tu của mình nha. Hoặc khi có cơ hội, cá trê sẽ cố gắng hút mất đó. Đây là những gì đã xảy ra với anh chàng sứa Nick. Cũng giống như trong phiên bản gốc, các thí sinh của chúng ta phải chơi trò chơi nếu họ muốn giành được giải thưởng. Đây là một kho báu cổ đại dưới nước, và nó đáng giá cả một gia tài. Để có được nó, họ phải chơi trò chơi trong khi bị những chú cua lính canh giám sát. Tốt hơn hết, bạn không nên phạm quy, hoặc chúng sẽ kẹp bạn đó. Trở lại với kho báu, các thí sinh của chúng ta không cần tiền của con người. Những thứ quý giá nhất đối với họ là những món đồ vật xinh đẹp rơi xuống đáy biển từ đất liền. Người cá sử dụng chúng làm phụ kiện và những sinh vật khác, thậm chí có thể biến chúng thành nhà. Anh chàng sứa Nick rất cần một nơi để sống. Nếu bạn nghĩ thử thách Dalgona rất khó khăn, thì bạn chưa bao giờ ở dưới nước đâu. Các tiên cá phải sử dụng lưỡi câu để khắc các hình thù. Nhưng tất nhiên, vài người trong số họ đang gian lận. Monica thật may mắn, chiếc kẹp tóc của cô ấy có đúng hình dạng. Và không chỉ những người cá mới gian lận, Nick cũng là một gã gian xảo. Anh ta quyết định dùng chiếc càng của cua lính canh. Anh ta có kế hoạch B, phòng khi chú cua thức giấc. Thật không may, anh ta không mong đợi. Chú cua lính canh ghét việc làm móng. Bây giờ Nick đang gặp rắc rối lớn rồi. Đến giờ ăn trưa rồi. Hôm nay chúng ta có trứng nè. Đây không phải là đồ ăn ngon dành cho thiên cá đâu. Nhưng Kylie không bận tâm. Tuy vậy Monica ghét trứng. Cô ấy muốn một cái gì đó thật ngon lành. Ngư dân biết cách làm mồi câu sinh vật biển. Nhưng nếu bạn muốn lấy được đồ ăn, bạn phải cẩn thận đó nha. Tiên cá không được phép mắc vào lưỡi câu đâu. Nhưng Monica biết cách lừa họ. Tuy nhiên, không phải ai cũng thông minh như cô nàng. Nick bị bắt rồi. Và anh ta sắp trở thành món sushi của ai đó. Nhưng anh ta đã chạy trốn kìa. Còn gì tốt hơn, có được một giấc ngủ ngon sau một ngày vất vả. Mơ một giấc mơ tuyệt đẹp nha. Nhưng nếu một trong hai bạn là sứa, bạn có thể gặp rắc rối đó. What? Nick rất thích đùa, và anh ta luôn đùa giỡn các nàng tiên cá. Anh ta tạo ra vài chiếc chân giả. Monica rất giận dữ. Bây giờ Nick phải đi chơi trong lọ rồi. Ồ, Bi kìa. Chú cua đã mang đến mọi thứ chúng ta cần. Nick và Kylie gần như đã sẵn sàng chơi rồi. Nhưng đây là Monica. Cô nàng nói rằng sứa không thể đấu với tiên cá được. Vì vậy, Nick phải chơi với một chú cua. Điều duy nhất anh ta có thể làm là chơi thử xem sao. Anh ta đang làm khá tốt. Nhưng để lấy Bi từ Nick thì rất là khó. Vì sứa có thể chích đó. Chú cua trở nên đỏ hơn bình thường. Nhưng Nick cuối cùng đã đánh bại nó. Càng cua không phù hợp với trò này đâu. Nick nhận ra trò này sắp sửa nhàm chán rồi. Nãy giờ hai nàng tiên cá đã cố gắng trốn thoát. Lối ra chính xác là ở ngay kia kìa. Nhưng nếu muốn trốn thoát thì họ cần phải có kế hoạch. Những chú cua sẽ không để họ đi đâu. Họ phải thuyết phục chúng. Giọng hát của các nàng tiên cá có thể đã có ích. Họ sử dụng cái này rất nhiều để quyến rũ thợ lặn. Nhưng có thể thật sự khó thoát khỏi bọn họ sau đó đó nha. Bọn họ thật sự dai như đĩa. Và những chú cua không như vậy. Chúng không nghe nhạc ở dưới nước nhiều. Đây là lý do tại sao quyến rũ chúng khó hơn rất nhiều đó.
Nàng tiên cá phải quên kế hoạch trốn thoát của mình thôi. Trong khi bọn cua tìm hiểu xem tại sao lại có thợ lặn trong cơ sở bí mật của chúng. Chắc chắn anh ta không bao giờ quên điều này đâu. Trò kéo co rất mới mẻ đối với những sinh vật biển này. Đây là trò chơi đồng đội, vì vậy hai nàng tiên cá là không đủ. May mắn thay, Nick và cua đang ở đây. Nhưng ai chung đội với ai nhỉ? Chơi oẳn tù tì với cua thì thật dễ mà. Nick phát hiện ra rằng chú cua chỉ biết giơ kéo thôi. Vì vậy anh ta dễ dàng chiến thắng. Trò chơi không diễn ra lâu. Chơi bất kỳ trò bình thường nào với cua thật khó mà. Bởi vì càng của chúng, có lẽ đây là lý do tại sao chúng chỉ là lính canh thôi. Trò chơi này phải kết thúc tại đây rồi. Hayley và Monica lại định bỏ trốn nữa. Nhưng lần này, tên lính cua sẽ nhắc lại quy tắc cho họ. Nhưng trước tiên, chú cua gần như vô tình phá mất hợp đồng rồi. Và hai nàng tiên cá phải đợi chú cua dán nó lại. Tội nghiệp chú cua, có càng thật khó khăn. Nhưng bây giờ hợp đồng an toàn rồi. Và chú cua giải thích rằng các nàng tiên cá chỉ có thể rời cuộc chơi nếu họ bỏ phiếu. Rõ ràng là các tiên cá đã bỏ phiếu để kết thúc trò chơi. Nhưng Nick có một lợi thế. Năng lực đặc biệt của anh ta phá vỡ thiết bị và thay đổi con số. Vì vậy các nàng tiên cá vẫn phải ở lại đây. Nghỉ lễ vui vẻ nha. Này, hãy xem các video khác của tụi mình nha. Tụi mình sẽ sớm trở lại với nhiều câu chuyện điên rồ hơn nữa. Cảm ơn đã xem Trum Trum Treat.